đang đến với chương trình Giờ Cá Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Phần đầu chương trình ngày hôm nay, Nguyên Thổng mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến chính của thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 22 tháng 10 qua phần trao đổi với anh Phạm Quốc Bảo đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa anh, trước khi điểm qua những diễn biến chính của thị trường phiên ngày 22 tháng 10 thì tôi muốn anh cùng điểm sơ lại diễn biến của thị trường chứng khoán tuần trước, khi mà chúng ta thấy vào tuần trước thì thị trường đã có những diễn biến khá là ảm đạm, thì anh có nhận xét như thế nào về diễn biến của thị trường tuần rồi ạ? Thì tuần vừa qua thì cái diễn biến trên thị trường á, nó có, theo như tôi quan sát trên bảng điện thì thấy trong cái tuần vừa qua là một cái tuần mà giao dịch khá là ảm đạm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ nhất là cái chỉ số VN Index nó có một cái sự là không thành công trong cái nỗ lực của mình để phục hồi lại sau khi trải qua một tuần giảm điểm trước đó. Trước tuần thì chỉ số VN Index giảm điểm xuống còn 958,36 điểm, giảm 1,21%, và chỉ số HNX Index thì giảm xuống còn 108,1 điểm, giảm 1,52%. Thì so với cái tuần trước đó thì tiếp tục chịu cái ảnh hưởng biến động tâm lý của thị trường chứng khoán Mỹ, và nó cho đồng thời cái thị trường chứng khoán của châu Âu và châu Á, thì cái thị trường chứng khoán của Việt Nam mình nó cũng bị tác động cái tâm lý nó khá là tiêu cực. Thì dường như cái chứng khoán của Việt Nam mình nó bị tác động nó khá là mạnh, khi mà cái đà bán ra của nhà đầu tư Việt Nam mình vẫn là rất là mạnh, tạo ra những cái phiên mà nó giảm điểm khá là sâu. Thì cùng với lại cái trạng thái cái tâm lý bi quan đó thì thị trường chứng khoán Việt Nam mình cũng có những cái phiên gọi là phục hồi. Thì trong những cái phiên mà giảm điểm và phục hồi nó đang xen nhau như vậy thì chỉ số VN Index có những cái lúc phục hồi khá là mạnh. Thì những cái ngày mà giảm điểm mạnh thì những ngày sau chỉ số VN Index cố gắng lấy lại những cái gì mà đã, ngày hôm qua đã bị xóa bỏ đó. Thì nhưng ngược lại thì qua ngày hôm sau lại tiếp tục bị những cái tâm lý bán ra để lấy tiền mặt và chốt lời. Đó. Thì nó đã xóa đi những cái mà nỗ lực của ngày hôm trước đó. Thì đó là một cái mà tôi rất là không có khả quan trong những ngày vừa qua. Đến cái phiên ngày, thì tới cái phiên giao dịch cuối cùng của tuần là phiên ngày hôm thứ Sáu, thì cái lực bán ở trên HOSE nó được duy trì suốt trên liên tục trong ngày. Thì nhưng mà đồng thời đó cái lực cầu vận động ở trong cái vùng giá thấp nó khá là tích cực, thì nó giúp cho cả hai sàn đều nó có kéo cái biên độ giảm điểm lại. Đó. Thì cái áp lực giảm sâu của ngày hôm thứ Sáu nó chỉ còn co lại chỉ còn khoảng 5 điểm thôi. Đó. Thì sang đến phiên chiều thì cái dòng tiền mà bắt đầu vận động vào để bắt đáy thì nó đã tạo cho cái đặc biệt là các cái dòng cổ phiếu blue chip thì nó đã hút cái dòng tiền vào, và nó tạo ra những cái sự lan tỏa dòng tiền đều vào thị trường. Đó. Thì ba cái cổ phiếu mà tạo cho cái nó hút dòng tiền vào tốt nhất đó là Vinhome, Masan và HNG, là những cái cổ phiếu mà nó tạo ra cho cái lực đỡ cho chỉ số VN Index. Thì sau cái mức biến động lớn của phiên sáng á, thì chỉ số VN Index đã đóng cửa chỉ còn giảm 5,11 điểm. Thì theo tôi thì dù cái chỉ số VN Index đóng cửa ở mức giảm điểm, tuy nhiên có một cái điều đáng mừng ở đây, đó là cái việc tâm lý của các cái nhà đầu tư đã không còn là hoảng loạn giống như cái tuần trước đó nữa, mà họ đã có thể chấp nhận được cái rủi ro và họ không bán tháo ra thị trường nữa, làm cho cái biên độ dao động của cái biên độ giảm nó càng ngày nó càng co hẹp lại. Đó, thì đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng cho cái thị trường chứng khoán Việt Nam mình trong cái tuần vừa qua. Thì theo tôi
trong những ngày sắp tới thì các nhà đầu tư nên nắm giữ những cái cổ phiếu mà mình hiện tại đang có và đang những cái cổ phiếu mà có cái kết quả đầu tư, kết quả kinh doanh của quý 3 tốt và có cái nền tảng cơ bản khá là ổn định, thì các nhà đầu tư nên nắm giữ và chờ những cái phiên xác nhận thị trường phục hồi lại trong tuần này. Vâng, thưa anh, quan sát thị trường phiên hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường lại tiếp tục có một phiên diễn biến không mấy tích cực. Đâu là những nguyên nhân dẫn đến diễn biến của thị trường phiên ngày hôm nay ạ? Theo tôi thì thị trường của Việt Nam mình ngày hôm nay nó có một cái phiên giao dịch nó nói chung là tương đối là thiếu ổn định. Thì thứ nhất là vào đầu phiên sáng á, thì thị trường mở cửa thì cái nhận được những cái thông tin khá là tích cực khi mà các cái chỉ số của các sàn chứng khoán châu Á đều đồng thuận tăng lên. Chỉ số Shanghai, chỉ số Hang Seng đều tăng. Và nó tăng một cái ở một cái biên độ khá là mạnh. Thì vào phiên sáng các cái nhà đầu tư của mình đã nó có một cái sự hưng phấn nhất định. Thì lúc đó nó đang kéo cái thị trường của Việt Nam mình đi lên khá là tốt. Thì các cái nhóm cổ phiếu là như của dòng dầu khí như Ga, BVS, BVD thì nó thu hút cái dòng tiền khá là mạnh. Và nó làm thì trong những cái do này thì nó có một cái nữa là nó nhờ cái sự hỗ trợ của cái giá dầu thế giới phục hồi lại sau khi mà đã có những cái dấu hiệu giảm sâu của tuần vừa rồi. Đó. Thì cũng như là trong cái kết quả kinh doanh của quý 3 thì những cái dòng này nó đang gặp những đang đạt được những cái kết quả kinh doanh rất là thuận lợi trong quý 3 đã hỗ trợ cho cái đà tăng điểm của những cái dòng dầu khí vào sáng ngày hôm nay. Đó. Thì bên cạnh đó thì các cái dòng cổ phiếu của ngân hàng như của ngân hàng ACB, BID, CTG, MBB thì nó cũng tăng điểm khá là tốt, giúp cho cái sắc xanh của thị trường nó được củng cố khá là vững chắc vào buổi sáng ngày hôm nay. Thì tạm dừng cái phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay thì cái chỉ số VN Index tăng ở mức 3,97 điểm. Và ở sàn HN Index tăng 0,41 điểm thì lên 108.5 điểm. Thì mặc dù tăng mạnh về điểm số nhưng có một điều ở đây thì thanh khoản của thị trường khá là thấp. Thì tổng cả ba sàn HOSE, HNX và Upcom thì cả ba sàn thanh khoản của nó chỉ tầm khoảng 1.800 đến 1.900 tỷ. Thì đó là một cái thanh khoản khá là thấp so với cái thời gian gần đây. Đó. Thì bắt đầu vào cái phiên chiều thì những cái phút tiếp đà những cái sự hưng phấn của phiên sáng này thì cái thị trường lại bắt đầu có cái sự điều chỉnh mạnh khi mà cái áp lực bán nó càng lúc nó càng tăng dần lên, và đặc biệt là sau thời điểm là 2 giờ thì cái lực bán nó khiến cho các cái chỉ số nó chìm sâu vào sắc đỏ. Khi mà đóng cửa thì cái chỉ số VN Index giảm tới 4,85 điểm, chỉ số HN Index giảm 0,28 điểm và Upcom giảm 0,03 điểm xuống còn 52,44 điểm thôi. Thì cái thanh khoản toàn thị trường trong ngày hôm nay nó cũng gia tăng lên là được 3.800 tỷ đồng, nhưng nó thể hiện một điều là áp lực bán khá là mạnh trong cái phiên buổi chiều ngày hôm nay. Đó. Thì cái khối ngoại lại tiếp tục quay lại bán ròng, đặc biệt một điều đó thì nó sẽ tạo ra cái đà tâm lý cho nhà đầu tư nội tiếp tục bán. Đó. Thì chủ yếu là ở trên sàn Upcom thì cái tập trung vào dòng cổ phiếu MBC trên Upcom bán ròng tới 179 tỷ đồng. Đó. Thì áp lực bán ở trong phiên chiều hôm nay thì nó nằm vào các cái cổ phiếu như là VND, TCM, DIG và DRC. Thì những cái cổ phiếu này có những lúc đã chạm tới mức giá sàn. Nhóm dầu khí thì nó thu hút dòng, mặc dù là buổi sáng nó thu hút dòng tiền khá là tốt, nhưng cũng chỉ còn có BVS và BSR
và oil thì giữ được cái sắc xanh tăng điểm trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì GA, BVD và BVB, BLX thì đều giảm mạnh. Thì mặc dù là buổi sáng cái cổ phiếu này đang giữ một cái sắc xanh khá là tốt. Tương tự thì cái nhóm ngành dịch may, thủy sản cũng bị bán mạnh và khiến cho cái tất cả đều đảo chiều, quay từ sắc xanh sang sắc đỏ. Ngoại trừ STK và VHC thì tăng kịch trần, là hai cái cổ phiếu này đang khá là hot trên thị trường. Các cái cổ phiếu blue, nhóm cổ phiếu như là chứng khoán, ngân hàng và bất động sản, xây dựng thì cũng trong ngày buổi chiều ngày hôm nay cũng chịu một cái áp lực bán ra khá là mạnh. Thì hầu hết các cái cổ phiếu blue chip ngày hôm nay đều có cái mức giảm điểm từ 1-3%. Thì đó là một cái tín hiệu khá là không tốt đối với cái phiên giao dịch của ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Thưa anh, chúng ta sẽ nói một chút về nhóm cổ phiếu ngành dầu khí. Thì có thể thấy giai đoạn này thì cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí thì không còn có cái sự tăng trưởng mạnh mẽ như giai đoạn trước đó. Thì không biết anh đánh giá như thế nào về nhóm ngành này trong giai đoạn hiện tại không? Theo tôi thì trong cái bối cảnh mà thị trường chứng khoán nó đang điều chỉnh mạnh, thứ nhất. Thứ hai là cái nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn là một trong những cái nhóm mà nó thu hút được cái dòng tiền và nó thu hút được cái sự quan tâm từ nhà đầu tư. Nó đáp ứng được các cái tiêu chí như là vốn hóa, thanh khoản của thị trường và tiêu chí đầu tư giá trị cũng như là triển vọng tăng tốc trong thời gian sắp tới. Thì theo cái dự báo mới đây nhất của bộ phận phân tích dầu lửa thuộc Anthony Aspect, trong quý tư này giá dầu thế giới có khả năng vượt ngưỡng 80 đô một thùng, thì thậm chí là vượt 90 đô một thùng. Thì cái yếu tố quyết định đến cái giá của cái nhóm cổ phiếu này sẽ là cái giá dầu của mặt bằng chung của thế giới. Sắp tới đây thì cái yếu tố mà ảnh hưởng nhiều nhất tới cái giá dầu này theo tôi nghĩ là sẽ là cái sản lượng dầu của thế giới. Thì khi đó thì khả năng là cái nguồn cung của Iran khi mà bị thắt chặt lại thì tôi nghĩ là cái nguồn cung của giá dầu thế giới nó sẽ giảm đi và giá dầu nó sẽ tăng lên. Thì đây sẽ là một cái yếu tố thúc đẩy cho nhóm cổ phiếu dầu khí của Việt Nam mình cũng sẽ tăng lên theo cái giá dầu thế giới. Thì trong 6 tháng đầu năm 2018 thì cái doanh thu của cái nhóm ngành dầu khí này tăng trưởng khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2017. Thì trong đó phải kể đến cái sự tăng trưởng mạnh của lọc hóa dầu Bình Sơn, BSR, Petrolimex, BLX, BVOil, BV Rylin của mã là BVD và BV Costing mã là BVB. Thì từ cái kỳ vọng vào cái giá dầu thế giới cùng với cái đà tăng trưởng kinh doanh của cái nhóm ngành dầu khí này thì theo tôi nghĩ cái cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí này thời gian sắp tới sẽ bứt tốc ở trong cái thời gian chung và dài hạn từ nay tới cuối năm. Tiêu biểu là cái cổ phiếu của BSR của lọc hóa dầu Bình Sơn đã tăng được 28% trong vòng một tháng qua. Thì theo tôi thì cái niềm tin của nhà đầu tư vào cái sóng cổ phiếu dầu khí thì nó đã xảy ra khối lượng khớp lệnh bình quân của BSR lên trên 2 triệu cổ phiếu trên một phiên trong 10 phiên giao dịch gần nhất. Cái cổ phiếu của OI và BVOI cũng bứt phá hơn 16% trong một tháng. Thì cùng với cái nhiều phiên giao dịch đạt khối lượng hàng triệu cổ phiếu như vậy thì nó tạo ra một cái thanh khoản thị trường khá là tốt. Và ngoài ra những cái cổ phiếu ngắn hạn, các cái cổ phiếu khác như là BVD, BVS thì cũng đã có cái đà tăng trưởng khá là ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên một số cái doanh nghiệp dầu khí khác là chịu cái ảnh hưởng từ cái việc mà triển khai các cái dự án bị chậm, và bởi vậy nó so với cái mặt bằng chung của dầu khí thế giới thì cái ngành dầu khí của Việt Nam mình nó sẽ có một cái độ trễ nhất định so với giá dầu và cái sự phát triển của dầu khí trên thế giới. Xin cảm ơn những thông tin anh vừa trao đổi ạ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình, mà quý vị hãy giữ kênh để đến với phần điểm tin.
vị đang đến với phần 2 của chương trình Giờ Kế Sổ trên kênh truyền hình FPNC. Ngay sau đây sẽ là phần điểm qua một số thông tin doanh nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, tập đoàn Kido mới đây đã công bố kết quả kinh doanh của tập đoàn này và các công ty thành viên. Theo đó, trong quý 3 vừa qua thì doanh thu thuần ghi nhận là 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng. Lũy kế cho 9 tháng đầu năm nay thì Kido đạt doanh thu thuần là hơn 5.700 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế thì đạt 87,6 tỷ đồng, giảm đáng kể so với cùng kỳ. Kido cho biết doanh thu thuần của công ty tăng trong 9 tháng đầu năm nay chủ yếu đến từ mảng kinh doanh dầu ăn, nhưng doanh thu của dầu ăn vẫn thấp hơn so với mảng kem và sữa chua. Về việc lợi nhuận suy giảm thì Kido cho biết nguyên nhân là do đầu tư mở rộng mảng dầu ăn, ưu tiên cho việc phát triển nhân viên cũng như là nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu ra công chúng và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ. Phương thức dựng sổ để bán cổ phần hiện nay là phương thức khá phổ biến trên thế giới. Bản chất là quá trình tạo lập và tiếp nhận cũng như ghi lại cầu cổ phiếu của nhà đầu tư, tổ chức phát hành sẽ thực hiện chào bán ra công chúng thông qua bảo lãnh phát hành. Theo đó, thì tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ phối hợp với tổ chức phát hành xác định khoản giá dự kiến và dựa vào nhu cầu của thị trường trên cơ sở là sổ lệnh về nhu cầu của nhà đầu tư để xác định mức giá cuối cùng. Tại Việt Nam, ngoài 3 phương thức hiện hành trong bán cổ phần lần đầu là đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành giá cố định và thỏa thuận trực tiếp, thì Nghị định số 126 đã bổ sung thêm phương thức mới là phương thức dựng sổ. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC vừa cho biết trong quý 3 năm 2018, công ty đã đạt tổng doanh thu là 418,5 tỷ đồng, tăng 23% và lợi nhuận trước thuế ghi nhận là 165 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận tự doanh của công ty đã giảm khoảng 67% so với cùng kỳ, đạt 38 tỷ đồng. Lũy kế cho 9 tháng đầu năm thì tổng doanh thu của công ty đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 124% và đạt được 67% kế hoạch đề ra cho doanh thu cả năm nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 603 tỷ đồng, tăng trưởng 64% và đạt 74% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm. Trong đó thì doanh thu môi giới đạt 620 tỷ đồng, tăng mạnh gần 90%, cao hơn so với mức tăng giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường là 56%. Theo như HSC thì doanh thu môi giới tăng mạnh nhờ thị phần môi giới khách hàng trong nước trên thị trường cơ sở tăng và doanh thu phí môi giới trên thị trường phái sinh cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo của đơn vị này cho biết có thể công ty sẽ không cán đích lợi nhuận trước thuế cả năm là hơn 1.000 tỷ đồng do tình hình thị trường không mấy khả quan. HSC dự báo trong quý 4 năm 2018 này thì giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường có thể chỉ còn phân nửa đạt khoảng 4.000 tỷ đồng cho mỗi phiên, thưa quý vị. Thưa quý vị, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận BNG vừa công bố cho thấy doanh thu trong kỳ của đơn vị này đạt hơn 3.150 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 177 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cho 9 tháng đầu năm nay thì BNG ghi nhận đạt hơn 10.507 tỷ đồng doanh thu và 694,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 35% và 37% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này thì BNG đã hoàn thành được 78% kế hoạch đề ra cho cả năm nay. Nợ phải trả của BNG đã tăng thêm gần 500 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, lên mức là hơn 2.098 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn. Nợ vay tài chính ngắn hạn tăng từ hơn 846 tỷ đồng lên hơn 1.280 tỷ đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Theo đó thì Vietcombank dự kiến sẽ phát hành 10% cổ phần tương đương với 360 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư, trong đó thì sẽ phát hành cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản gần 54 triệu cổ phần, còn lại là cho các nhà đầu tư khác. Loại cổ phần phát hành là cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng cho mỗi cổ phần. Giá phát hành không thấp hơn giá định giá của tổ chức định giá và giá bình quân 10 phiên giao dịch trên HOSE liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua. Trước đó thì Vietcombank đã liên tiếp thoái vốn tại các ngân hàng khác, chẳng hạn như là Saigonbank, Công ty Cổ phần Tài chính Xi măng và Ngân hàng Phương Đông. Gần đây nhất thì Vietcombank cũng đã tiến hành chào bán cổ phần của mình tại Ngân hàng Eximbank, nhưng kết quả không được như mong đợi. Vừa rồi là phần điểm tin, mà quý vị hãy cùng tiếp tục giữ kênh để đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật. Quý vị
đang đến với phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBC. Ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp lại anh Phạm Quốc Bảo đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh, đã quay trở lại với chương trình ạ. Thưa anh, trong giai đoạn mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều biến động thì đâu là cổ phiếu mà anh muốn khuyến nghị các nhà đầu tư nên lưu tâm trong giai đoạn này ạ? Theo tôi thì trong cái giai đoạn này thị trường chứng khoán Việt Nam nó có nhiều biến động, nhưng có một cái dòng cổ phiếu như hồi nãy tôi đã nói về cái dầu khí, nhóm ngành dầu khí, thì theo tôi có hiện tại bên nhóm ngành dầu khí tôi đang quan tâm tới một cái mã cổ phiếu, đó là PVC của Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa chất phẩm Dầu khí. Thì cái mã này hiện tại nó là một trong những cái mã cổ phiếu trong thuộc cái nhóm ngành dầu khí Việt Nam. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái hiện tại cái kết quả kinh doanh của cái công ty này khá là tốt. Thì cụ thể là cái doanh thu toàn tổ hợp của PVC ước đạt trong quý 3 này từ đầu năm đến nay là 2.208 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch. Và riêng công ty mẹ PVC thì doanh thu ước đạt là 1.737 tỷ đồng, thì đạt 78% kế hoạch, vượt 137% so với cùng kỳ năm 2007. Và nộp vào ngân sách nhà nước 140,77 tỷ đồng, vượt 101% kế hoạch. Và thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 8,79 triệu đồng. Thì đây là những cái con số mà nói về cái kết quả kinh doanh của PVC. Thì đó là một trong những cái thông tin mà để cho chúng ta củng cố được cái niềm tin để chúng ta đầu tư vào cái cổ phiếu này. Thì trong 9 tháng đầu năm 2018, các đơn vị thành viên của PVC đã liên tục ký thêm các 18 hợp đồng mới với trị giá là 314,69 tỷ đồng. Trong đó PVC MS ký kết 12 hợp đồng trị giá là 232 tỷ đồng. DOBC ký 5 hợp đồng trị giá là 81 tỷ đồng. Và PVC Đông Đô ký 1 hợp đồng trị giá là 0,67 tỷ đồng. Về công tác tài chính kế toán, PVC cũng hoàn thành một số việc quan trọng trong cái công tác điều phối tài chính toàn tổ hợp, như công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017, báo cáo tài chính soát xét toàn tổ hợp 6 tháng đầu năm 2018 và hoàn thành quyết toán chi phí quản lý năm 2017, phê duyệt dự toán chi phí năm 2018 của tổng công ty, đã thực hiện được công tác kiểm tra rà soát hiệu quả của việc sử dụng vốn của tổng công ty tại các đơn vị thành viên. Công ty mẹ PVC cũng đã thu hồi và xử lý được hơn 101 tỷ đồng nợ khó đòi. Tính đến ngày 30 tháng 9 thì tổng công ty PVC và các cái đơn vị thành viên đã trả nợ ủy thác cho tập đoàn dầu khí Việt Nam là 68,18 tỷ đồng. Thì tổng công ty PVC cũng đã lập kế hoạch và báo cáo tập đoàn về phương án tái cơ cấu PVC nhằm tập trung tài chính thực hiện nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và trả nợ gói vay ủy thác của tập đoàn. Thì đó là những cái thông tin cơ bản về cái kết quả, những cái kết quả đạt được của PVC trong cái 9 tháng đầu năm nay. Thì đó là một trong những cái mà tạo ra cho cái nội tại của PVC sẽ ngày càng tốt hơn. Thứ nhất, và thứ hai nữa cùng với đó là sự tăng trưởng của cái nhóm ngành dầu khí. Và tiếp theo đó là sự hỗ trợ tích cực từ cái giá dầu của thế giới, cho nên để nó thúc đẩy cái sự tăng trưởng của PVC. Thì theo tôi sắp tới PVC sẽ đạt được rất là nhiều cái giá trị đầu tư mà trong nhà đầu tư mong đợi trong những chung và dài hạn sắp tới. Như anh chia sẻ thì không biết có những cái rủi ro nào liên quan đến cổ phiếu này không thanh? Như vậy thì theo như được biết đó, tôi được biết thì cái cổ phiếu này nó là một trong những cái cổ phiếu nằm trong nhóm ngành dầu khí. Mà đã là dầu khí thì cái nhóm ngành năng lượng này nó sẽ chịu một cái sự tác động tích cực hoặc cũng như là tiêu cực từ cái giá dầu của thế giới. Trên thế giới thì cái giá dầu là một trong những cái mà nó có biến động khó lường nhất, khi mà nó tác động của từ
nguồn cung trên thế giới, rồi các yếu tố địa chính trị ở trên thế giới, thì nó sẽ có những cái tác động mình khó đoán trước được. Thì chính vì vậy thì đây cũng là một trong những cái rủi ro mà BBC sẽ phải lường trước được cái vấn đề này. Thì tôi nghĩ nhà đầu tư có thể cân nhắc, nhưng bù lại thì hiện tại BBC đang ở một cái vùng giá gọi là tương đối là thấp, và tôi thấy là rất là thích hợp cho nhà đầu tư có thể giải ngân một phần để mình quan sát, và trong cái thời gian tới mình có thể giải ngân đầu tư được nhiều hơn. Xin cảm ơn những thông tin anh vừa trao đổi ạ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau.